À, xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình vệ sinh cái bếp nhà mình. Đó thì mọi người thấy không? Thì bếp cái bếp mình cố tình để lâu để cho nó lâu nó đen đó. Gọi là những cái vết 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 bụi bặm dơ và cái này rất là khó khó chà mọi người. Tại vì biết sao mọi người thấy không? Dầu mỡ nó bám vào nó với lại để lâu mình nấu nữa thì nó mình chà bằng bằng cái gọi là cái đồ chà nồi á thì nó cũng sạch nhưng mà nó rất là tốn công, rất là lâu. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái mẹo nhỏ để cho các bạn đỡ rất là nhanh, đánh đánh tẩy vết bẩn này rất là nhanh nhưng mà rất là rẻ tiền, rất là chi phí rất ít, ai cũng có thể làm được. Đó bây giờ mình xử lý cái thằng này. Đó mà bây giờ mình lấy cái này nè, dơ quá mọi người thấy không? Mọi người thấy không? Nó rất là dơ nè, rất là dơ. Mọi người thấy không? Nếu mà chè thì nó rất là lâu. Thì ở dưới mọi người thấy chanh nè, thấy không? Đó, thấy có chanh này đúng không? Thì bây giờ mời các bạn mình chỉ một cái rất là đơn giản. Ở nhà mình có, mình rất thường dùng cái máy này. Đó thì mời các bạn mình coi clip nha. Rồi, thì mình sẽ tiến hành thành phần để mà tẩy những vết bẩn như thế này. Thì mình còn có là muối ăn nè mọi người ha. Rồi muối ăn nè, chanh nè, và cái chính của nó là baking soda mọi người ha, baking soda đó. Bên thì cái loại baking soda này thì mọi người mua ở tiệm tạp hóa nè hoặc là mấy siêu thị là có bán, tại vì cái này dùng để làm bánh đó mọi người ha nè. Đó mọi người thấy không, dùng để làm bánh là tơi xốp đó, là nó tốc nó rất nhiều công dụng. Thì hôm nào mình sẽ làm một cái video công dụng của thằng baking soda nha mọi người ha. Thì nó rất là nhiều công dụng hữu ích cho mình đó, nó rất là rẻ tiền đó. Cái này mình mua trong siêu thị có năm mấy k thôi đó. Rồi trước hết là mình là lấy thằng baking soda mọi người ha, lấy nó bỏ trong nó hơi cứng nè. Rồi mình lấy muỗng mình múc mà ha, biết múc bensin có đụng băng kem soda mình để rã đây mọi người ha. Người rã ít thì cũng được, không còn nhiều. Tại vì cái này cũng rất rẻ tiền mà ha, nó rất là hữu ích. Rồi khi mọi người thấy nó đề xong bọn lại muối nè, tiếp theo là muối nè mọi người ha, muối ăn á mọi người ha. Muối ăn thông thường của mình á, mình rưới rưới ít ít một thôi. Nó không còn nhiều mọi người ha. Muối ăn á. Mình dùng tay mình rã cho đều mọi người ha. Đó, muối ăn mình dùng tay rã cho đều nè. Tại mà giờ nó muối ăn cũng nó hơi 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 có độ ấy, là mình dùng tay, mình rải cho nó đều hơn cái dùng dùng muỗng ở chỗ ít chỗ nhiều mọi người ha. Rồi khi mà hai dung dịch muối ăn với lại thằng mà baking soda nó mọi người ha. Đó, hai thằng nó baking soda nó trộn với xong với nhau hết rồi. Bước tiếp theo nữa là mọi người dùng chanh nè mọi người ha, chanh đây. Đó, mọi người vặn vào đây. Bước thế là mọi người chanh mà mọi người thấy nó sủi bột bột thôi mọi người thấy không? Đó. Mọi người không thấy nó sủi bột không? Đó. Nó phản ứng lên đó mọi người thấy không? Thì nó sẽ đánh tan hết tất cả vết bẩn mọi người không? Đó mọi người không? Chanh đi tới đâu là nó hỗn dung dịch hỗn hỗn hợp này nó sủi bột bột tới đó mọi người thấy không? Nó rất rẻ tiền mà nó lại cho mình cái hiệu quả tẩy rửa vết vết bám lâu ngày rất là tốt. Này ai cũng làm được và cái này cũng rất là dễ mua mọi người ha. Mọi người ra cái tiệm tạp hóa là họ kêu họ bán là có.
Thấy không? Mọi người thấy không? Nó sủi bọt không? Chanh đi tới đâu nữa, nó sủi bọt trắng lên đó. Thì một là mình dây giấm, một số anh chị em dùng giấm, còn nếu mà không có giấm thông dụng nhất là mình dùng chanh, thì chanh là thông dụng nhất, còn có giấm thì càng tốt. Nhưng mà theo mình, như mình thì chanh nó cái độ axit nó vẫn vẫn nhiều hơn hơn là giấm, nên là mình thấy mình lại thích dùng chanh hơn. Thì dùng chanh hay dùng giấm tùy mọi người thôi. Mình thích mình ở nhà mình có cái loại gì thì mình dùng loại đó. Tại vì mình sẵn có ở trong nhà mình mà. Anh chị em là làm bánh thì hay làm bánh thì cũng mua hay biết biết loại này, thì nó cũng rẻ mà mọi người. Nếu mà xài nhiều thì mua lần là 1 ký gì vậy. Về mình dùng nó rất là hữu ích đó. Mọi người thấy không? Đó, mọi người thấy không? Nó sùi bột rồi, thấy không? Mọi người thấy nó phản ứng, nó sùi bọt lên không? Thì từ từ nó sẽ tẩy hết cái vết bẩn đi mọi người ha. Đó, thì mà mọi người thấy một số cái bột dừa nó tẩy ra nè mọi người không? Để mình gần xem mọi người thấy không? Đó, nó sùi bọt nè. Đó mọi người thấy không, nó sủi bọt rồi. Mình thấy nó có một số cái nó tẩy ra nè mọi người, nó trắng rồi nè đó. Mình để mình ngâm tùy theo mọi người, càng ngâm lâu nó càng ra nhiều mọi người ha. Đó rồi, để đó mình một thời gian mình đi đâu làm việc gì khác xong mình tới mình chà nhẹ là nó ok rồi. Bây giờ mọi người thấy không, bây giờ là mình thả ngâm được một số lâu rồi. Bây giờ mình dùng cái sơ mướp rồi mình ha, sơ mướp mình chè nè đó, sơ mướp rồi mình chè lại nè, đơn giản thôi mình ha. Trước hết mình chè cái này trước nè, mình dơ nè, giờ mình sơ mướp mình chè thôi. Thường thường là mọi người sẽ dùng cái cây chè nồi đúng không, cái miếng sắt chè nồi chè rất là cực, nhưng bây giờ là mình không cần. À, nếu mình dùng miếng sắt chè nồi thì cái lớp sơn này á mọi người ha, lớp sơn này nó tróc đi thì nó mất mất một lớp sơn, mất một lớp mạ đi, thì nó sẽ về lâu về dài nó sẽ reset. Thì bây giờ mình không mình dùng cái tróc này á, thì mình không cần phải dùng cái cây chè, cái dùng bùi nhùi chè sắt nữa, chè nữa. Thì bây giờ mình sẽ chà nhẹ thì nó sạch sẽ ra mọi người ha. Mình chỉ chà nhẹ thôi, thứ nhất là nó không bay một lớp sơn mẹ của nó đi, nó vẫn còn, để còn mình không dùng cây chè chè sắt chè nữa thì nó vẫn còn giữ lại lớp mẹ của nó đi thì vẫn còn tốt. Mình chỉ chà lớp dơ bẩn nó đi. À, bây giờ mình chè chè xong mọi người, bây giờ mình đem ra mình rửa nè mọi người ha. Bây giờ mình đem ra để mình rửa lại, mình chè sạch nè, thấy mọi người sạch rồi đó, thấy không đó. Bây giờ mình đem ra mình rửa nước nè mọi người, lấy cái vòi nước. Bây giờ mình lấy vòi nước để mình xịt, mình chán lại các mọi người ha. Đó, mình lấy vòi nước rồi. Đó
mọi người thấy gì khác khác biệt không? Đó, rất sạch mọi người. Đó, tuy mình chỉ dùng sơ mướp thôi, mình dùng sơ mướp mình chè thôi chứ có mình không dùng một cái bùi nhùi á mọi người ha. Nếu mà dùng cái bùi nhùi sắt thì sạch nữa mọi người ha. Đó, thì mình dùng sơ mướp thì nó không có sạch được bằng cái, so với cái bùi nhùi, tại vì cái này bằng inox mọi người ha. Bằng inox à. Này bằng inox á thì mình chè, mình dùng bùi nhùi chè để sạch, rất là sạch mọi người ha. Đó, mọi người thấy vô không? Đó, mọi người thấy khác biệt không? Nó sạch sẽ nè mọi người không? Đó, thấy không? Sạch bóng rồi. Đó, sạch so với lại hồi trước đen đúng không? Nó mới sạch nè, coi như là bếp này xài quá lâu người nấu rồi ha. Đó, từ sáng bóng so với trước mọi người thấy không? Nó khác hẳn so với trước mọi người thấy không? Đó, đó mọi người thấy với trước là rất là khác. Vừa giấy cái kia giờ nó sạch bóng là mọi người ha, sạch trơn rồi à, mọi người thấy không? Rồi chè xong và bây giờ lắp lại đó, hồi nãy mọi người thấy không, từ cái bếp cũ kỹ đó dơ giấy mọi người thấy không, giờ mình chè sạch sẽ lắp lên mọi người thấy không, sáng bóng đó, tuy nó không bằng được như mới nhưng mà rất chi là mình thấy mình sạch sẽ sáng bóng rồi ha. Đó rồi, như vậy là ổn rồi ha. Đó rồi, video của mình đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người. Mọi người xem thấy hay hãy cho mình một like. Ai chưa đăng ký hãy đăng ký ủng hộ kênh mình. Đó, để mình có nhiều chia sẻ hữu ích đến tới mọi người.